Xin chào mọi người nhá. Ngày hôm nay thì tranh thủ nó nắng đây anh em ạ. Thì hôm nay lên kiểm tra mấy, thứ nhất là kiểm tra mấy con chú mới nó đã đẻ chưa. Cái nữa là xem cái đàn chú mới mà hôm Tết thì nó đẻ như nào, bởi vì từ hôm đấy đến giờ nó rét thì cũng không dám kiểm tra anh em ạ. Thì tranh thủ ngày hôm nay nó nắng lên rồi. Thì mình kiểm tra có chưa, vừa mới rồi là còn 5 con chú mới thì nó mới thụ tinh. Chắc này nó cũng đẻ rồi anh em ạ. Rồi, với lại còn cái đàn hôm Tết, mấy cái con chú hôm Tết thì xem hôm nay nó đẻ như nào rồi nhé anh em nhé. Đây, đây là đàn này là đàn chú mới này, mới thụ tinh được mấy ngày rồi anh em ạ. Thụ tinh không nắng nắng ấy. Đàn này là 4 cầu nhưng mà mình tách đôi ra để mình lấy chúa đây anh em ạ. Đây ăn thì nay ăn cũng gần hết. Đẻ rồi anh em ạ. Đây này anh em ơi, đẻ bắt đầu có trứng rồi này. Đấy. Đây con chúa đây này anh em ơi. Đây con chúa đã đít cầu rồi này. Đấy. Chúa đẻ rồi anh em ạ. May quá. Nói chung là dịp này thì thay chúa thì rất là ổn anh em ạ. Bởi vì là mùa này là cái mùa mà gì nhỉ? Cái con mà nó thiên địch nó bắt cũng rất là ít. Cho nên là cái tỷ lệ mà chúa nó đạt được nó rất là ổn anh em ạ. Thì hôm nay lên thì mình định che chắn nhưng mà thôi, chắc là nó thông báo là đến mai ngày kia là bắt đầu lại rét rồi anh em ạ. Thì hôm nay tranh thủ nắng thì mình lên mình đi kiểm tra luôn. Xem là đàn ong nó đẻ đái nào, mấy con ong chúa mới. Đây cái đàn này hôm trước bị mất chúa đây nhưng mà có chúa mới rồi. Đàn này hôm trước là đàn làm chúa đấy, xong là nó ấy thì tách đôi đi mà nó vẫn còn đông lắm anh em ạ. Đây này anh em nhìn quân này này. Vãi đái quân này anh em ạ. Đây này. Quân khủng khiếp lắm. Đàn này đẻ lên OC rồi anh em ạ. Đàn này mình đang lau cầu thôi. Khả năng cái cầu mới này nó còn đang kém nguồn cho nên nó xây không còn thua. Chắc phải cho ăn. Đây xây chưa hết anh em này. Chắc chiều nay về phải cho ăn để cho nó xây cho nó kín đi. Cái một là hai, thứ hai là con chúa nó chưa đẻ là nó cũng không xây đâu anh em nhá. Đấy. Đây một con chúa mới nữa này anh em này. Con này thì vừa nãy mình xem nó cũng đẻ rồi. Đấy, bây giờ vào đến cái đàn trong này, chúa hôm trước, chúa nở hôm Tết này. Xem nó đẻ đái nào. Nắng lên phát ong đi vào mầm luôn anh em ạ. Đẻ đây này anh em này. Vít hết rồi. Nắng ấm thế này nữa thì thôi rồi luôn. Đây cái cầu mới này nói chung là nó mật, nó không có, nó mưa rét là nó không xây đâu anh em này, nó xây không hết đây này. Đấy, đẻ kín hết rồi. Cầu trong thì phẳng tưng rồi.
hôm trước có cái bác nào bác ấy bảo ông em nó có ba quân chiết dép này lấy mật nào được rồi, bảo để yên đấy, để đến hôm nào nó có mật em quay để cho bác ấy xem. Bác cứ chê là ong của em nó yếu, ba quân giết rét là ong vài cầu lèo tèo. Em thì quan điểm là từ lâu anh em tư vấn anh em rồi, chả bao giờ mình nghĩ nuôi ong nhiều cầu anh em ạ. Cho nên là đây đàn này thì hôm trước tách 3 bây giờ lên 4 anh em ơi. Đàn này đông lắm, nhưng mà nó xây cũng kém lắm, nó không có nguồn cho nên là nó xây có vẻ nó không ăn thua. Đây là quân này anh em này. Đây. Đây là lao mãi mà nó không chịu xây đâu anh em ạ. Nguồn nó kém. À mà thôi cứ để đây tối thế nào, tối cho nó ăn. Đây nó bắt đầu nó nở rồi anh em ạ. Sao dữ ghê. Nói chung là mặc dù là chuối trẻ nó đẻ đây này anh em này, có vít phẳng tinh luôn này anh em này. Đấy. Nhưng mà nói chung nguồn phấn cũng kém rồi anh em ạ, cho ăn rồi nhưng mà phấn trong ổ còn ít lắm. Bắt đầu xây rồi anh em ơi. Đây. Nói chung là ong đẻ rất là ổn anh em ạ. Thì thôi thì
Hôm nay thì cũng chia sẻ với anh em vậy thôi, kiểm tra một số đàn như vậy để biết được hôm nay trời nó nắng để mình kiểm tra xem nó đẻ đá như nào, mới lại cái tình hình mấy cái cầu mới mình viện. Nhưng mà nói chung là nó rét, nó không xây, thứ hai nó nguồn ngoài nó không có. Cho nên là chắc là tối nay thì những cái đàn mình lao cầu đấy là mình khả năng là mình lại phải cho nó ăn anh em ạ, để cho nó xây cho nó xong đi, chứ không nó không xây đâu. Cho nên là mùa này thì cho anh em có lao cầu thì hôm đấy thì mình lao cầu mình cho ăn hai tối rồi, nhưng mà vẫn chưa thua anh em ạ, vẫn cần ngủ. Vì nó bên ngoài nó không có cho nên nó cần ong nó không xây. Cho nên là anh em ong nó đông mà muốn lên cầu rồi thì anh em cũng phải cho nó ăn anh em ạ. Thì đấy là cái nội dung mà hôm nay muốn chia sẻ đến anh em nhé. Thì hẹn gặp lại anh em video sau nhé.